Vậy để cho chúng ta có thể có một cái gì đấy để chúng ta gắn bó hơn cuộc đời, yêu hơn cuộc đời này, chúng ta phải dấn thân thôi. Phải chống lại cái sự biến mất vô tâm tích của mình. Cho nên là xưa nay rất nhiều người, người ta đều nghĩ đến, mong muốn về hai chữ bất tử. Cái sự bất tử là không tưởng. Các vua chúa cũng mong là có được thuốc trường sinh bất lão. Hay là một cái kẻ điên rồ cách đây hàng mấy ngàn năm thì đã làm một cái hành động điên rồ nhất, độc ác nhất chống lại văn minh của loài người. Các bạn có đoán ra là ai không ạ? Đó là người đốt đền Erodotus. Và sau khi mà nhận cái án treo cổ thì Erodotus rất là hân hoan bước tới giá treo cổ và nói rằng ta sẽ bất tử. Và hắn bất tử thật, bởi vì đến hôm nay ngày một cái ngày mùa thu của năm 2024, cô trò mình vẫn đang nói chuyện với nhau về Erodotus. Chỉ có điều là hắn bất tử theo nghĩa đang nhớ đến hắn đó là một kẻ đốt đền, một kẻ điên rồ với hành động phi nhân tính. Và vì thế cho nên nếu như chúng ta muốn chống lại cái sự biến mất vô tâm tích của mình, chúng ta muốn chống lại sự, chúng ta muốn hướng đến sự bất tử, nhưng bất tử là không tưởng. Vậy có một cách duy nhất. Cái cách ấy tôi nghĩ rằng là cô, các thầy cô ở đây, tất cả mọi người chúng ta ở đây và tất cả các em, đặc biệt là tuổi trẻ, chúng ta hãy sống dấn thân từng giây, từng phút, làm sao cho mình hữu ích với cuộc đời. Và khi mình hữu ích với cuộc đời thì tự thân cái sự hữu ích ấy là đem đến ý nghĩa cho cuộc sống của mình. Để một lần chúng ta đến với nhân gian này, đến với cuộc đời này không hoài phí, không vô nghĩa. Và lời cuối cùng, cô muốn chúc tất cả các tân sinh viên yêu quý, các bạn hãy đừng chỉ nhiều khi chúng ta hay đứng vào đám đông để tìm kiếm sự an toàn, không, chúng ta hãy hành động, chúng ta hãy đi ra khỏi đám đông. Tiếng hám của sự đi ra khỏi đám đông là xuất chúng. Tại sao chúng ta không xuất chúng? Tại sao chúng ta không tạo cho mình một cái tên, và chỉ cần một cái tên của mình thôi, đằng sau đấy là sự nghiệp, là công trạng, là cái điều mà chúng ta cống hiến cho cuộc đời này. Và cô chúc tất cả các tân sinh viên sau này sẽ là các sinh viên, sau này sẽ là những người lao động chân chính. Những con, và nếu như cô có thể, cô chỉ chúc các em một điều giản đơn như thế này thôi, nhân tiện nói một câu rất là ngắn, nhỏ nữa thôi. Đó là có lần cháu của cô, cháu nội, nó bảo là con có một ước mơ là tên của con search được trên Google. Và cô nghĩ rằng là cái ước mơ đấy nó không phải là một cái sự hám danh ạ. Bởi vì khác với lại cầu danh kiếm lợi thì chúng ta lập công thành danh. Hãy lập công trạng, hãy lập những công tích, hãy dấn thân để sau này giả sử như có một ngày nào đó cô gặp các em, các em chỉ cần xưng tên Trần Văn A, Nguyễn Thị B và cô lập tức hạnh phúc, ngưỡng mộ. Vì cô biết đằng sau cái tên đấy là cả một sự nghiệp, một sự dấn thân, một sự cố gắng. Xin chúc mừng các em.